Căn cứ quyết định số 749 ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Căn cứ quyết định số 1726 ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt đề án xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương và của quốc gia thực hiện thông báo số 152 ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 06 ngày 20 tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 425 ngày 24 tháng 2 năm 2021 lấy ngày 31 tháng 12 hàng năm là ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên.